tiếp viên hàng không vận chuyển 11kg ma túy, Vietnam Airlines có vô can. Ngay sau khi vụ việc, 4 tiếp viên của Vietnam Airlines bị bắt vì xách tay 11,4kg ma túy từ Pháp về Tân Sơn Nhất. Dù đã lên tiếng, nhưng Vietnam Airlines có thực sự vô can khi vấn nạn xách tay hàng hóa nhiều năm qua của tiếp viên hay phi công vẫn còn tồn tại. Sáng ngày 16 tháng 3, 4 tiếp viên của hãng bị bắt quả tang có ma túy trong hành lý cá nhân ngay khi trên mình còn mang đồng phục của hãng và mới đáp xuống Tân Sơn Nhất. Ngày 17 tháng 3, Vietnam Airlines đã quyết định đình chỉ thực hiện nhiệm vụ đối với 4 tiếp viên này để phục vụ công tác điều tra. Hãng khẳng định quan điểm sẽ không bao che và bất cứ cá nhân nào vi phạm quy định pháp luật, vi phạm nội quy lao động đều phải bị xử lý nghiêm theo quy định. Họ còn cho biết vẫn đang phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng để điều tra, làm rõ vụ việc, xử lý đúng người, đúng hành vi vi phạm theo đúng quy định của pháp luật và nội quy lao động của đơn vị và sẵn sàng cung cấp các thông tin chính xác, kịp thời dựa trên các nguồn tin xác thực. Tuy nhiên, vấn đề hàng hóa xách tay tiếp viên mang về đã ồn ào mấy chục năm, kể cả những người không làm trong ngành hàng không cũng nắm rõ nhưng Vietnam Airlines đã làm những gì mà thực tế cho thấy họ hoặc không quản hoặc làm ngơ ở khâu nào đó để cho tiếp viên làm ăn dễ dàng như vậy. Đây là một dạng buôn lậu và trốn thuế đã và đang sẽ gây nhiều hệ lụy lâu dài. Khó có thể nói, lãnh đạo của hãng không biết và cũng không thể biện hộ rằng đã cấm hay phạt rồi mà tiếp viên vẫn vi phạm. Vụ 4 tiếp viên vừa qua bị bắt do xách tay, các tiếp kem đánh răng mà trong đó là ma túy, thản nhiên đi qua cổng soi chiếu như những hình ảnh được cơ quan chức năng cung cấp là câu trả lời về việc họ thấy vận chuyển hàng xách tay đó bình thường. Nếu lãnh đạo hãng làm đúng, đủ để tiếp viên sợ và không lo mất việc với lượng bao người mơ ước, liệu vụ án đau đớn và chưa từng có trong lịch sử hàng không Việt Nam này có xảy ra hay không? Tội trạng ra sao, đúng sai thế nào? Tòa sẽ là nơi quyết định cuối cùng, nhưng với những thông tin đã có thì không chỉ là thể diện, công ăn việc làm hay vòng lao lý với 4 tiếp viên mà uy tín của hãng hàng không quốc gia cùng hình ảnh nhà nước cũng tổn hại ít nhiều. Loại hàng hóa được vận chuyển lần này là chất cấm, là ma túy, vụ án đã bị phát hiện. Mà theo Hải quan thành phố Hồ Chí Minh, đây không phải là vụ việc bất ngờ mà đã theo dõi từ lâu. Nếu như chót lọt, an toàn của dân chúng, hậu quả sẽ xảy ra như thế nào? Bao nhiêu người sẽ bị hủy hoại vì hàng chục kg ma túy như thế? Và liệu còn có công bằng với bao nhiêu hàng hóa nộp thuế đàng hoàng? Thậm chí, cả chuyện luật pháp bị xâm phạm, dư luận có quyền đặt câu hỏi. Nếu các tiếp viên không kiếm thêm từ hàng xách tay dễ dàng và lâu dài như vậy, liệu vụ án có mức độ nguy hiểm lớn như thế này có thể xảy ra? Ai cũng hiểu rằng một khi Vietnam Airlines nghiêm khắc đủ mạnh, chế tài đủ lớn, chẳng tiếp viên nào lại để mất đi công việc thu nhập cao, nghề nghiệp được xã hội coi trọng để lấy vài triệu tiền công hay lời lãi không đáng. Chỉ khi việc ấy được xem là bình thường, ai không làm mới lạc lõng và là một nghề phụ dễ kiếm thì vấn nạn này mới kéo dài ngang nhiên như thế. Lỗi sai đến đâu là trách nhiệm của người ấy, quy định của hãng cũng đã cấm mang hàng xách tay. Nhưng điều đó được thực thi như thế nào trên thực tế, những ai vi phạm từng bị xử lý như thế nào, răn đe tối đa những việc tương tự lại là điều cần phải minh bạch, rõ ràng để dư luận rõ hơn trách nhiệm của Vietnam Airlines. Hơn nữa, quy định đã đề ra các hãng hàng không không thường xuyên kiểm tra, kiểm soát hay chỉ để tiếp viên tự giác. Khi mà hàng xách tay không khó kiếm, nhất là lúc vụ án tiếp viên vận chuyển hơn 11kg ma túy bị phát hiện, khó có thể nói Vietnam Airlines hoàn toàn vô can hay đã làm hết trách nhiệm được.